Chào các bạn nha. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái nội dung, đó là tải cái audio trên cái Messenger của Facebook ha. Hay là gọi là phần tin nhắn của Facebook á. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để tải xuống một cái file audio hay là file MP3 này trên cái laptop hoặc là máy tính nha. Rồi. Đầu tiên các bạn phải mở cái phần tin nhắn lên nha. Mình đã ghi bên trái này. Đầu tiên mở tin nhắn lên. Đấy, các bạn mở tin nhắn lên. Rồi, bước tiếp theo, mở trình duyệt Develop bằng cách nhấn F12. Ok, nhấn F12. Các bạn nhớ là chọn vào cái màn hình này trước nha. Sau đó các bạn mới nhấn F12. Ok không ạ? Rồi các bạn, đây chính xác là cái trình duyệt về liên quan Develop mà mình đang nói cho các bạn ha. Các bạn nhấn F12 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái trình duyệt vừa rồi. Có thể nó đang nằm một vị trí bất kỳ như thế này nha. Ok không ạ? Rồi, bước tiếp theo chúng ta làm gì ạ? Chọn mục Network. Ok, chúng ta nhìn đây này. Đó, Network đây, chính xác. Rồi, bước tiếp theo chúng ta là chọn Media. Đó, chúng ta chọn vào mục Media này. Đấy. Nhớ chọn vào mục Media nhé mọi người. Sau đó bước tiếp theo chúng ta là mở audio file chạy. Có nghĩa là chúng ta bật cho nó chạy lên. Làm phiền chúng Rồi, ta mình cho bật đến khi audio chúng ta file cảm chạy thấy nha. không khỏe và bệnh. Rồi, tiếp tục nhấn chọn Vậy video tôi để tái hỏi các về. bạn Nhấn một chọn điều video này. để tái về thì Nếu nhấn bạn chọn nhìn nào. thấy một con nai Khi các chết bạn bật bên lên đường cho và phần bò media, các kềnh bạn nhìn kềnh xuống xà xuống xuống các bạn ăn thấy cái một cái xác đó, audio clip này. thế theo bạn Các kềnh bạn nhấn nút kềnh bị chuột thu vào. hút bởi xác của con nai hay Các bạn là nhấn nút ngược chuột lại, vào. xác con Ok. nai bị thu hút bởi Rồi các kềnh bạn tải kềnh? về. Đó các bạn xem Một ạ. ví dụ khác giúp bạn sẽ thấy Đó. rõ hơn. Vậy là các Nếu bạn đã nhà tải bạn có xong một được một bịch rác cái thì bịch rác đó thu hút file ruồi MP3 chuột tới nhà thông qua cái bạn việc hay đó là là các bạn ruồi sử chuột dụng thu hút bịch rác cái tính của năng nhà bạn? Và rất là điều đơn rõ giản ràng như là xác mình vừa chết rồi hay chia rác sẻ. thải Rồi, sẽ thu ok, coi hút như đồ video của dọn mình dẹp cũng tự ngắn như vậy nhiên của thôi. môi Mình mong trường rằng các thiên bạn đã nhiên. có được Ở những đây bài là học ruồi chuyên nghiệp chuột gì kềnh đó. kềnh vân vân. Và nếu Chính bạn chúng đã học lại được giúp cái bài học môi trường sống ý của nghĩa cơ gì thể đó trở nên sạch thì sẽ các bạn và trong hãy lành hơn. nhấn like và subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Những người làm video chia sẻ cho các bạn và các bạn đã có được những bài học ngày hôm nay. Ok, lời cuối thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Bye bye tất cả mọi người.